Thưa quý vị, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật kết hợp công tác kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực diễn thông, công nghệ thông tin được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong quý 1 năm 2024, các địa phương tiến hành kiểm tra 53 cuộc. Trên 105 đối tượng không có trường hợp bị xử đến vi phạm hành chính do hoạt động quá giờ quy định. Đội liên ngành kiểm tra về thông tin truyền thông tỉnh tiến hành kiểm tra 4 cuộc. Ý thức chấp hành quy định pháp luật của các đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, số lượng đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có xu hướng giảm dần do tận dụng tính tiện ích của các thiết bị cá nhân như máy tính, điện thoại thông minh để lướt web, chơi game, một số hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng hoặc chuyển đổi sang kinh doanh lĩnh vực khác.